Chào tháng 12, chào quý vị và các bạn. Tin vui trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong ngày cuối cùng của tháng 11 chắc chắn sẽ là nguồn năng lượng dồi dào để tất cả chúng ta cùng hướng đến tháng cuối năm hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra. Và bây giờ là thời lượng chương trình thời sự trưa nay Chủ nhật ngày 1 tháng 12. Hội nghị toàn quốc Quảng Trị triển khai tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 18 NQTVK của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Thông tin Quốc hội thông qua đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương lan tỏa trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Người dân các địa phương Phong Điền, Nam Đông vui mừng trước vận hội mới của quê hương. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc Quảng Trị triển khai tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 18 NQTVK của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tình hình kinh tế xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và thảo gỡ những điểm nghẽn nút thắt về thể chế. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tới hơn 14.530 điểm cầu cấp huyện, cơ sở, các cơ quan đơn vị quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương với hơn 1,3 triệu đại biểu tham dự. Dự hội nghị có đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban bộ ngành đoàn thể Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền cả cấp. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Thường vụ tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các lãnh đạo cán bộ chủ chốt của tỉnh. Hội nghị đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt chuyên đề về các nội dung chính, trọng tâm việc triển khai tổng kết nghị quyết số 18 NQTVK ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Bộ Chính trị xác định việc tổng kết nghị quyết 18 và sắp xếp hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cần thống nhất rất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng và cả hệ thống chính trị. Qua 7 năm thực hiện, với sự nỗ lực quyết tâm cao của Trung ương, cả cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, việc tổ chức thực hiện nghị quyết 18 đã đạt được một số kết quả quan trọng, bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cả cơ quan đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị. Tuy nhiên, việc sắp xếp tổ chức bộ máy vẫn chưa đồng bộ, thiếu tổng thể, chưa gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn công kênh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, chức năng nhiệm vụ quyền hạn, mối quan hệ công tác của nhiều cơ quan đơn vị tổ chức chưa rõ ràng, còn trùng lặp chồng chéo, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. Trước yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới, đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vương mình của dân tộc, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao với quyết tâm chính trị mạnh mẽ để thực hiện chủ trương tổng kết sớm, toàn diện nghị quyết 18 trong toàn hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn lĩnh vực. Cải cách tổ chức bộ máy phải gắn với quản trị, thực hiện có hiệu quả các chủ trương về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, phân cấp phân quyền mạnh mẽ cho địa phương, chống lãng phí. Gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức đủ phẩm chất năng lực ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ và đi vào hoạt động ngay, không để ngắt quãng công việc, không để khoảng trống về thời gian, không để bỏ trống địa bàn lĩnh vực, không để ảnh hưởng đến cả hoạt động bình thường của xã hội của người dân. Ngoài ra, hội nghị cũng đã nghe Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn quán triệt chuyên đề giải pháp thảo gỡ những điểm nghẽn nút thắt về thể chế. Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt chuyên đề tình hình kinh tế xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung hướng dẫn công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 18 NQTVK của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Từ những nội dung quan trọng này, cả cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban ngành địa phương tiếp tục quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung của hội nghị ở địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với tình hình thực tiễn.
ngày 30 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết số 175/2024 QH15 về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và nghị quyết 1314/NQ-UBTV-QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Huế giai đoạn 2023-2025. Các nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Quốc hội đã ban hành nghị quyết 175/2024 về thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Theo đó, thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 4.947,11 km², quy mô dân số 1.236.393 người. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Nghị quyết đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Thừa Thiên Huế được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Huế kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành. Nghị quyết cũng nêu rõ trường hợp Hội đồng Nhân dân quận thuộc thành phố Huế không đủ 2/3 tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu theo quy định, thì Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Huế chỉ định quyền Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế chỉ định quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận lâm thời và quyết định thành lập cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận lâm thời. Kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ chính sách đối với thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ chế, chế độ chính sách đặc thù với tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Huế cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 1314 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Huế giai đoạn 2023-2025. Theo đó, thành lập phường Long Hồ trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của xã Hương Thọ và phường Hương Hồ, thành lập phường Thuận An trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của xã Hải Dương và toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của phường Thuận An. Thành lập phường Dương Nội trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của các xã Phú Dương, Phú Mậu và Phú Thanh. Thành lập phường Thủy Bằng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Thủy Bằng. Thành lập phường Hương Phong trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên dân số xã Hương Phong. Về thành lập cả quận, thành lập quận Phú Xuân gồm 13 phường là An Hòa, Đông Ba, Gia Hội, Hương An, Hương Long, Hương Sơ, Hương Vinh, Kim Long, Long Hồ, Phú Hậu, Tây Lộc, Thuận Hòa và Thuận Lộc. Thành lập quận Thuận Hòa có 19 phường bao gồm An Cừu, An Đông, An Tây, Dương Nổ, Hương Phong, Phú Hội, Phú Thường, Phường Đúc, Phước Vĩnh, Thuận An, Thủy Bằng, Thủy Biều, Thủy Vân, Thủy Xuân, Trường An, Vĩnh Ninh, Vĩ Dạ và Xuân Phú. Thành lập thị xã Phong Điền trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Phong Điền, trong đó thành lập phường Phong Thu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 18,75 km², quy mô dân số 8.155 người của thị trấn Phong Điền và toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của xã Phong Thu. Thành lập phường Phong Hải trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của hai xã Điền Hải và Phong Hải, thành lập phường Phong Phú trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của hai xã Điền Lộc và Điền Hòa. Thành lập phường Phong An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của xã Phong An. Thành lập phường Phong Hiền trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của xã Phong Hiền. Thành lập phường Phong Hòa trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của xã Phong Hòa. Thành lập xã Phong Thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 17,26 km², dân số 3.114 người của xã Điền Hương và toàn bộ diện tích dân số của xã Điền Môn. Về huyện Nam Đông, sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của huyện Nam Đông vào huyện Phú Lộc, trong đó thành lập thị trấn Lộc Sơn thuộc huyện Phú Lộc trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Lộc Sơn. Thành lập Tòa án Nhân dân thành phố Huế trên cơ sở kế thừa Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Huế trên cơ sở kế thừa Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Giải thể Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thành lập Tòa án Nhân dân quận Thuận Hóa, Tòa án Nhân dân quận Phú Xuân, thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thuận Hóa, quận Phú Xuân, thành lập Tòa án Nhân dân thị xã Phong Điền trên cơ sở kế thừa Tòa án Nhân dân huyện Phong Điền, thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Phong Điền trên cơ sở kế thừa Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phong Điền. Giải thể Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nam Đông. Như vậy, từ ngày nghị quyết này có hiệu lực, thành phố Huế có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện, 3 thị xã và 2 quận, 133 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 48 phường, 78 xã và 7 thị trấn. Sự kiện Quốc hội thông qua đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương đã được thể hiện đậm nét trên các phương tiện báo chí truyền thống lớn của cả nước.
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Quốc hội biểu quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, tiêu đề bài viết trên báo điện tử Chính phủ. Hay Quốc hội thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên báo điện tử Đại biểu Nhân dân. Ngay sau khi cả đại biểu Quốc hội tán thành nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, không chỉ những cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, sự kiện này cũng được rất nhiều cơ quan báo chí lớn trong nước đưa tin. Việc thành phố Huế trực thuộc Trung ương sẽ có những tác động tích cực không chỉ với bản thân địa phương mà còn với các tỉnh thành phố trong khu vực miền Trung, là nhận định đáng chú ý của bài viết trên thông tấn xã Việt Nam Online. Đây cũng là sự kiện nổi bật được đăng tải trên các tờ báo tên tuổi như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, hay cả báo điện tử của các bộ ban ngành như báo Xây Dựng, Tài nguyên Môi trường, Thời báo Ngân hàng. Với tiêu đề hào hứng với trang sử mới của Huế, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh Niên Online dẫn lời các trí thức cho rằng Huế từng là kinh đô của đất nước suốt thời gian dài, là vùng đất tinh hoa hội tụ, nên không phải Huế lên thành phố Trung ương mà là trở lại vị thế của trung tâm lớn của cả nước. Chung vui cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế vào thời khắc mang dấu ấn lịch sử này, nhiều báo địa phương trong nước cũng đồng loạt đăng tải thông tin bài viết liên quan. Bên cạnh cung cấp cho bạn đọc quá trình phấn đấu để lên được thành phố trực thuộc Trung ương, thông tin về quy mô, cơ cấu, nhiều bài viết cũng đi sâu phân tích về những cơ hội sắp tới của thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Không chỉ trên báo chí và truyền thông lớn, sự kiện Quốc hội thông qua đề án thành phố Huế trực thuộc Trung ương với số phiếu gần như tuyệt đối đã ngay lập tức lan tỏa trên các trang mạng xã hội. Như vậy, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương với số phiếu tán thành rất cao. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế. Sau khoảnh khắc lịch sử này, Huế, thành phố trực thuộc Trung ương là từ khóa xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội. Từ Facebook đến TikTok, hình ảnh và thông tin về Huế hầu như phủ sóng. Từ những trang fanpage lớn cho đến những tài khoản cá nhân đều nô nức chia sẻ thông tin. Bên cạnh đó là hàng chục ngàn lượt tương tác chúc mừng của người dân khắp cả nước gửi về Huế thương. Chỉ cách đây gần 2 tháng, hình ảnh Huế trở nên viral khắp mạng xã hội với chiến thắng của nhà vô địch Võ Quang Phú Đức. Thì giờ đây, một lần nữa, hình ảnh về Huế, thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của Việt Nam là chiếm sóng các nền tảng mạng. Qua đó cho thấy sự lan tỏa của hình ảnh Huế, con người Huế, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân khắp cả nước về sự kiện Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện đề án thành phố Huế trực thuộc Trung ương sẽ là động lực lớn để nhiều địa phương bứt phá, nổi bật là Phong Điền, từ huyện trở thành thị xã. Những ngày này, từ mỗi góc phố cho đến những khu vực công cộng được trang trí rực rỡ cờ hoa, các tầng lớp nhân dân đều bày tỏ niềm vui tự hào trước những sự đổi thay nhanh chóng của quê hương. Hoạt động Chủ nhật xanh tuần này của thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền rộn ràng hơn bao giờ hết, khi chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, mỗi người dân nơi đây sẽ là cư dân của thị xã Phong Điền. Đúng 7 giờ sáng, cả khu phố đã rộn ràng tiếng cười nói nhộn nhịp khi tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư để chào đón sự kiện chính trị đặc biệt này. Mọi người chia thành từng nhóm nhỏ tham gia làm đẹp cảnh quan môi trường. Công việc thường nhận vào mỗi cuối tuần giờ đây lại thêm phần hào hức, bởi ai cũng phấn khởi muốn đóng góp một phần công sức của mình để diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc, xứng tầm một đô thị văn minh, hiện đại và nghĩa tình, là cửa ngõ phía bắc của thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Sáng nay khi tham gia ngày Chủ nhật xanh cùng các bạn đoàn viên thanh niên, thì em cảm thấy rất là phấn khởi khi thị xã em trở thành một cư dân của thị xã Phong Điền. Trong thời gian tới em mong muốn rất góp phần xây dựng quê hương trở thành vững mạnh hơn và sáng xanh sạch đẹp hơn ạ. Chúng tôi thấy là bản thân mọi người dân nói chung là rất phấn khởi, vui mừng là đã trở thành thị xã và thành phố trực thuộc Trung ương. Thế nên là với cái tâm thế trong mọi cái cuộc sống thì chúng ta phải thay đổi là gì? Là con người phải có thông thái tốt hơn và có những cái suy nghĩ và việc làm cụ thể hơn, thiết thực hơn để xứng đáng là người dân của thị xã và thành phố trực thuộc Trung ương. Với vai trò là một đoàn viên thanh niên thì cùng với cả hệ thống chính trị và bà con nhân dân thì cố gắng đóng góp sức mình trong sự phát triển của thị xã Phong Điền. Là xứng tầm là một đô thị văn minh giàu đẹp và là một cửa ngõ phía bắc của thành phố Huế trực thuộc Trung ương.
Cùng với việc Quốc hội thông qua đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, huyện Phong Điền sẽ trở thành thị xã, khiến mọi người dân đều không kìm được nỗi xúc động và tự hào. Để có được thành quả như ngày hôm nay là cả một quá trình cố gắng, là sự đồng lòng của cả chính quyền địa phương và mọi tầng lớp nhân dân. Trong năm qua, diện mạo của vùng đất Phong Điền đã không ngừng được đổi mới. Những tuyến đường khang trang rợp bóng cờ hoa, cảnh quan đô thị ngày càng hoàn thiện. Những con đường bê tông hóa, nhà nước và nhân dân cùng làm đã được trải dài khắp cả thôn xóm. Phong Điền được định hướng là một trong ba trung tâm động lực tăng trưởng theo hướng phát triển khu công nghiệp, hình thành đô thị công nghiệp phía Bắc kết nối với tỉnh Quảng Trị. Định hướng này sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm đúng như kỳ vọng của người dân địa phương khi huyện Phong Điền trở thành thị xã. Tôi là một người dân là rất là phấn khởi. Khi trở thành được thị xã thì người dân đã tiếp cận được những cái cơ hội mới, diện mạo mới và sức sống mới. Thì qua đó là các cái con đường xanh sạch đẹp, mở rộng khang trang và người dân được hưởng thụ vừa kinh tế vừa là tinh thần. Thì khi mà trở thành thị xã thì tức là những các cái công ty đầu tư về ở thị xã Phong Điền thì trong đó người dân là tạo công ăn việc làm và nâng cao đời sống hơn. Phố Huế trở thành thành phố trung ương và huyện Phong Điền trở thành thị xã là với tư cách là một người dân, tôi vô cùng phấn khởi và tự hào và cũng mong rằng là khi Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương và Phong Điền trở thành thị xã thì các cái chủ trương đầu tư thiết chế văn hóa đối với địa bàn thì được quan tâm hơn. Rồi một người dân thì khi đã trở thành người công dân của thị xã Phong Điền thì tôi cũng như toàn thể nhân dân là tích cực phấn đấu và xây dựng môi trường của đô thị xanh sạch đẹp trong thời gian tới. Thưa quý vị, còn gì vui hơn nữa khi được trở thành công dân của thị xã, công dân của thành phố trực thuộc trung ương, bởi vì đây không chỉ là việc nâng cấp đơn vị hành chính mà còn phải hội tụ đủ các yếu tố về điều kiện, chính sách để phát triển. Trong thời gian tới, Phong Điền sẽ có nhiều điều kiện hơn nữa để phát triển và không ai khác chính những người dân ở đây sẽ được thụ hưởng những thành quả của sự phát triển đó. Việc đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đã được Quốc hội bấm nút thông qua. Trong đó, việc sáp nhập địa giới hành chính các huyện để đủ tiêu chí là rất quan trọng. Theo đó, huyện Nam Đông sẽ sáp nhập với huyện Phú Lộc. Vì vậy, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp người dân rất quan trọng trong thời khắc lịch sử trước vận hội mới của tỉnh nhà. Ghi nhận của phóng viên thời sự của các tầng lớp nhân dân đồng bào huyện Nam Đông. Ngay từ sáng sớm, trên ngôi nhà gươi, nơi tổ chức những buổi lễ quan trọng của đồng bào Cơ Tu, hôm nay lại càng thêm ý nghĩa khi già làng Phạm Văn Sơn, thôn Cha Măng, xã Thường Lồ, huyện Nam Đông thông báo cho bà con nhân dân trong bản thông tin Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương thứ 6 của cả nước. Niềm vui, hạnh phúc cùng bao kỳ vọng của bà con khi quê hương đứng trước bước chuyển mình quan trọng. Nghe được cái thông tin thì mọi người đều là hưởng ứng phấn khởi. Đây là cái sự mong mỏi là của người dân, cũng phải khắc phục và đoàn kết phấn đấu để là Huế chúng ta được giữ vững về là thành phố là trực thuộc trung ương, đặc biệt gọi là người thôn phải là cố gắng các mọi mặt lĩnh vực theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Mình phải cần là phấn đấu hơn nữa. Không những hôm nay mà trực thuộc trung ương chúng ta là vui mừng, mà cái cả là ngày mai tương lai lâu dài hơn nữa. Về được trực thuộc trung ương thì riêng bản thân tôi thì rất đồng tình, nhất trí thì để mà xứng đáng với danh hiệu mà Huế trực thuộc trung ương thì bản thân người dân địa phương thì sẽ luôn cố gắng phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu mà trực thuộc trung ương của Thừa Thiên Huế. Là xã dân tộc thiểu số đầu tiên trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, xã Hương Sơn hôm nay đã đổi thay tích cực cả về kinh tế, xã hội, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Trong thời khắc quan trọng thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương, ngoài hồi hộp vui mừng, đồng bào dân tộc thiểu số ở Nam Đông còn gửi gắm rất nhiều kỳ vọng khi địa phương được ở vào vị thế mới. Người dân chúng tôi khi nghe tin thành phố Huế trực thuộc trung ương thì rất vui mừng và phấn khởi. Nói chung là rất yên tâm, mong muốn là Huế ngày càng phát triển, vững mạnh đi lên.
người dân ngày càng là giàu mạnh và kinh tế ngày càng phát triển hơn nữa. Khi là được trực thuộc là Trung ương, nhân dân là rất ủng hộ và mong muốn Trung ương xây dựng là tất cả các cơ sở vật chất, tinh thần về kinh tế, về xã hội là phát triển là cao hơn để là tốt hơn theo là nội dung là số, và nhân dân cũng là phấn đấu thực hiện là các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và các chủ trương là của địa phương, xây dựng phát triển là kinh tế vững mạnh toàn diện. Em rất là mừng và tự hào là người con của đất Huế và rất tự hào thay khi mình là thành phố thứ 6 trực thuộc Trung ương, và mong rằng sau này thành phố sẽ cố gắng có những chính sách hỗ trợ giúp đỡ những người đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng. Trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế và thống nhất với phương án sắp xếp thành lập các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Huế, trực thuộc Trung ương theo đề án trình chính phủ. Trong đó, dự kiến toàn bộ 9 đơn vị hành chính cấp xã và một thị trấn của huyện Nam Đông sẽ được giữ nguyên để sáp nhập vào huyện Phú Lộc. Thành lập thị trấn Lộc Sơn thuộc huyện Phú Lộc trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Lộc Sơn. Niềm hy vọng của người dân, đồng bào về những chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đầu tư cơ sở vật chất để bộ mặt địa phương phát triển xứng tầm, đặc biệt là sẽ có cơ chế chính sách đặc thù với đồng bào dân tộc miền núi. Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì cũng rất mong muốn bà con nhân dân, đặc biệt là về cả chính sách cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, cho đồng bào dân tộc Cơ Tu của huyện Nam Đông nói chung, xã Thượng Lộ nói riêng, là để cho bà con là về phát triển về kinh tế xã hội. Ngoài cái việc đồng tình cùng đồng bào dân tộc thiểu số thì bà con cũng rất muốn kỳ vọng rằng thứ nhất là liên quan về sáp nhập thì chúng ta không có gì xa lạ như hồi xưa, nhưng kỳ vọng lớn thì huyện Nam Đông cũng như huyện Phú Lộc khi sáp nhập chúng rất mong muốn là sự phát triển bền vững để giúp tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển. Sự đồng thuận của các tầng lớp người dân, nhất là với đồng bào các dân tộc thiểu số, là một nội dung quan trọng thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh trong việc xây dựng thành công đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Để từ đây, đồng bào các dân tộc sẽ không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, anh hùng trong đấu tranh, cần cù sáng tạo trong lao động, tiếp tục tham gia và đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội quê hương. Sáng nay ngày 1 tháng 12, Hội Hữu nghị Việt Lào tại tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào 30 tháng 10 năm 1949, 30 tháng 10 năm 2024. Tại Thừa Thiên Huế, Ban Liên lạc Quân tình nguyện tỉnh được thành lập ngày 22 tháng 4 năm 2010, trực thuộc Hội Hữu nghị Việt Lào tỉnh, với gần 350 hội viên là những người đã trực tiếp tham gia chiến đấu trên các chiến trường Lào. Kể từ ngày thành lập và đi vào hoạt động, Ban Liên lạc Quân tình nguyện tỉnh đã tích cực kết nối, tạo ra mạng lưới thành viên để động viên tinh thần những người lính từng công tác chiến đấu tại chiến trường ác liệt năm ấy. Đến nay, Ban Liên lạc Quân tình nguyện tỉnh đã thành lập 9 chi hội tại thành phố Huế và 4 ban liên lạc tại các địa phương gồm thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang và huyện A Lưới. Gần 15 năm qua, Ban Liên lạc Quân tình nguyện tỉnh là cầu nối nhằm truyền tải thông điệp thủy chung sáng mãi của hai dân tộc Việt Nam Lào. Với chức năng chính là vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, cán bộ chiến sĩ, các tổ chức và cá nhân tham gia các hoạt động giao lưu nhân dân để vun đắp tình hữu nghị Việt Lào. Hàng năm, ngoài ôn lại kỷ niệm những ngày gian khó ở mặt trận Lào, họ cùng nhau kết nối bảo trợ học sinh Lào du học tại Huế, coi đó là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt trong công tác tổ chức Quân tình nguyện Việt Lào tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào là dịp để tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân hiểu sâu sắc về quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và phát triển của Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, những đóng góp to lớn của Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đối với cách mạng Lào. Sáng ngày 1 tháng 12, Quỹ Giáo dục Huế Hiếu học trao 350 suất học bổng cho sinh viên học sinh của tỉnh Thừa Thiên Huế trong học kỳ 1 năm học 2024-2025. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo cả cơ quan đơn vị liên quan cùng đông đảo sinh viên học sinh trên địa bàn.
350 suất học bổng đã được trao cho 350 sinh viên đại học cao đẳng và các em học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông. Trong đó, sinh viên đại học cao đẳng nhận học bổng từ 2 đến 4 triệu đồng một suất, học sinh cả cấp từ 300.000 đến 2 triệu 300.000 đồng một suất. Tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2024, Quỹ Giáo dục Huế Hiếu học đã nhận được sự tài trợ từ các đơn vị cá nhân trong và ngoài nước, chung sức tiếp lửa cho sinh viên, học sinh nghèo với hơn 8.000 suất học bổng, trị giá hơn 17,8 tỷ đồng. Được thành lập từ năm 2006, trong 18 năm qua, Quỹ Giáo dục Huế Hiếu học đã đồng hành hỗ trợ cho hàng ngàn lượt học sinh sinh viên nghèo hiếu học vượt khó, theo đuổi ước mơ học tập, nỗ lực vượt qua khó khăn và tạo cơ hội để các em vươn tới tương lai tươi sáng hơn. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến bỏ điểm sàn thi tốt nghiệp với ngành y và sư phạm vì cho rằng điểm này không sát yêu cầu chất lượng mà tính toán vất vả. Theo dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến áp dụng một mức điểm sàn, mức đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển cho nhóm ngành sức khỏe và y khoa. Thí sinh phải có kết quả học tập trong cả 3 năm trung học phổ thông từ mức tốt trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8 trở lên. Một số ngành có mức sàn thấp hơn, học bạ khá hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 là giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, giáo dục mầm non trình độ cao đẳng và cả ngành điều dưỡng, y học dự phòng, hồ sinh, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng. Mức điểm sàn nói trên sẽ áp dụng với cả phương thức xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp. Trước đây, Bộ đưa ra mức sàn riêng cho hai nhóm này tính theo tổ hợp 3 môn. Quốc hội đồng ý kéo dài giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT tới giữa năm sau, trừ chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng. Với gần 97% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 8, trong đó có chính sách tiếp tục giảm thuế VAT hỗ trợ doanh nghiệp người dân. Sau 4 lần triển khai, chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng đã góp phần giảm giá hàng hóa, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, công ty An Phú đã nhiều lần được thụ hưởng chính sách giảm thuế VAT. Trong bối cảnh sức mua giảm mạnh, chính sách này góp phần cải thiện doanh thu, tạo dư địa quản trị doanh nghiệp tốt hơn. Đối với doanh nghiệp, nó cũng tiết kiệm được một phần cái chi phí đầu tư ban đầu. Thì cái chi phí đấy nó không quá lớn so với cái số tiền doanh nghiệp phải bỏ ra để kinh doanh. Tuy nhiên chúng tôi cũng sử dụng cái số tiền đó vào cái việc là thay đổi cái mô hình quản trị. Còn với doanh nghiệp sản xuất, việc giảm thuế VAT mang lại hiệu quả rõ nét hơn. Tính từ năm 2022 đến nay, số thuế giá trị gia tăng được giảm của doanh nghiệp này là 5 tỷ đồng. Số tiền đã được doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động, từng bước cải thiện doanh thu, thoát lỗ và bắt đầu có lợi nhuận. Dựa trên cái nguồn vốn đấy, chúng tôi đã mở rộng được vùng trồng nguyên liệu và tái đầu tư thiết bị máy móc, cũng như là gia tăng cái chi phí marketing để tạo được nhiều công ăn việc làm cho cán bộ nhân viên. Và đến tháng 9 năm 2024, công ty đã đạt được mức lãi 3,8 tỷ so với mức lỗ cùng kỳ năm 2023 là hơn 10 tỷ. Tiêu dùng trong nước tiếp tục được xem là một động lực rất quan trọng trong năm 2025. Do đó, các chuyên gia kinh tế đều bày tỏ sự ủng hộ việc kéo dài thời gian thực hiện giảm thuế VAT tới tháng 6 năm sau. Cái thuế và VAT giảm 2% thì doanh nghiệp được thụ hưởng rất lớn. Cái quan trọng nhất là giải quyết được cái bài toán đó là doanh thu tăng, lợi nhuận tăng và hàng hóa được giải phóng. Và cái quan trọng nhất là doanh nghiệp người ta tiết kiệm được một khoản chi phí cả đầu vào lẫn đầu ra và cả những quá trình mà người ta sản xuất cũng tiết kiệm được 2% cái giá nguyên liệu đầu vào và cả quy trình sản xuất. Cũng nên theo cái hướng này, tức là hỗ trợ gia hạn gì đó thì cũng chỉ nên là từ mức là từ 3 đến 6 tháng hoặc tối đa là đến tháng 6 năm 2025. Thì theo đó các chính sách về giãn hoãn thuế rồi giảm thuế phí của chúng ta có thể là kéo dài hơn một chút, thay vì là kết thúc cuối năm nay thì có thể là kết thúc vào 30 tháng 6 năm 2025. Trong phiên thảo luận tại Quốc hội, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước cho biết, chính phủ chưa có báo cáo đánh giá tác động cụ thể, nhưng tác động tích cực đã được thể hiện qua 4 lần giảm VAT, được người dân và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Là dự toán ngân sách cũng vừa biểu quyết xong, thì chưa có cái khoản này. Vì vậy cho nên là sau khi giảm cái thuế 2% này, thì về là Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân tỉnh là phải tích cực, chủ động trong vấn đề tăng thu để đảm bảo được cái dự toán ngân sách đề ra.
Phó Thủ tướng cũng cho biết, so với nhiều nước trên thế giới, thuế suất của Việt Nam vẫn thấp. Việc giảm thuế sẽ khiến ngân sách giảm 26.000 tỷ. Chính phủ đề nghị giảm 2% VAT trong 6 tháng năm 2025. Tiếp tục với những thông tin thời tiết trong ngày ở khu vực Thừa Thiên Huế. Ngày hôm nay, ngày 1 tháng 12, trên địa bàn tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, sáng có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, A Lưới trời rét, các nơi khác sáng trời lạnh. Nhiệt độ dao động nhẹ, phổ biến ở mức 25-27 độ, huyện A Lưới 18-20 độ, độ ẩm 77-98%. Dự báo từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 12, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, nên nhiệt độ tăng dần, vùng núi A Lưới trời rét, các nơi khác đêm và sáng trời lạnh. Chuyển sang các thông tin quốc tế, hôm qua Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tại tư dinh của nhà lãnh đạo Mỹ. Trong cuộc trao đổi kéo dài 3 giờ, hai bên đã thảo luận một loạt các vấn đề song phương và đa phương, trong đó có việc Canada sẽ chủ trì hội nghị G7 vào năm tới. Phát biểu sau cuộc gặp, Thủ tướng Trudeau cho hay đã có một cuộc trò chuyện tuyệt vời nhưng không cho biết thêm chi tiết. Trước đó, Thủ tướng Canada khẳng định sẽ giải quyết vấn đề thuế quan với Mỹ khi đề xuất tăng thuế với hàng hóa từ Canada vào Mỹ, theo đề xuất của ông Trump, sẽ không chỉ gây hại cho người dân Canada mà còn với cả người dân Mỹ và gây tổn hại cho cả ngành công nghiệp và doanh nghiệp Mỹ. Về phần mình, trong một đăng tải trên mạng xã hội, ông Trump cho biết đã có cuộc gặp rất hiệu quả với Thủ tướng Canada. Trong đó, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến biên giới, cũng như một loạt chủ đề khác như thương mại và năng lượng mà đòi hỏi hai nước sẽ phải cùng nhau phối hợp để giải quyết. Hôm ngày 25 tháng 11, Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với hàng hóa Canada và Mexico, cũng như bổ sung thêm 10% thuế với hàng hóa Trung Quốc. Các nguồn tin chính phủ Canada cho biết, nước này hiện cân nhắc khả năng áp thuế trả đũa với Mỹ. Theo kế hoạch, ông Trump sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới. Trong khi đó, bất chấp việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hezbollah ở Liban, quân đội Israel hôm qua tiếp tục không kích nhiều mục tiêu tại nước này, cũng như cả cơ sở quân sự ở Syria giáp Liban và khu vực phía nam dải Gaza. Những mục tiêu này được Israel cho rằng có liên quan tới Hezbollah và lực lượng Hamas. Cụ thể, thông báo cho biết Israel đã tấn công nhiều mục tiêu ở Nam và Tây Nam Liban sau khi xác định được hoạt động khủng bố trong một cơ sở của Hezbollah. Cuộc tấn công dựa trên thông tin tình báo về một địa điểm sản xuất tên lửa của Hezbollah tại Liban. Còn tại Syria, quân đội Israel đã không kích nhiều cơ sở hạ tầng quân sự gần những cửa khẩu ở biên giới giữa Syria và Liban. Theo Israel, các cơ sở này được sử dụng để phục vụ mục đích chuyển giao vũ khí cho Hezbollah, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hiện tại. Ở phía nam dải Gaza, Israel cũng tiến hành không kích một xe ô tô ở trung tâm thành phố Gaza. Đáng chú ý, vụ không kích này đã khiến 3 nhân viên người Palestine của một tổ chức cứu trợ của Mỹ thiệt mạng. Các vụ không kích khác của Israel tại Gaza trong ngày hôm qua cũng đã khiến 32 người Palestine thiệt mạng. Liên quan tới diễn biến leo thang căng thẳng mới tại Syria, khi phiến quân đã giành quyền kiểm soát phần lớn thành phố lớn thứ hai nước này là Aleppo, giới chức Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã có các cuộc trao đổi riêng rẽ về vấn đề này, trong đó nhấn mạnh tới nỗ lực chung nhằm ổn định tình hình. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với người đồng cấp Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó các bên đều bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình hiện nay tại Syria và nhấn mạnh tới các kế hoạch phối hợp để ổn định tình hình. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cho biết, Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi sẽ công du Syria trong ngày hôm nay ngày 1 tháng 12 và sau đó là Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận với giới chức hai nước này về tình hình hiện tại. Cũng theo Tehran, lãnh sự quán nước này tại Aleppo đã bị các đối tượng khủng bố tấn công. Toàn bộ nhân viên ngoại giao Iran tại đây hiện vẫn an toàn sau vụ việc. Còn trên thực địa, quân đội Syria xác nhận hàng chục binh sĩ đã thiệt mạng trong đợt tấn công lớn của lực lượng phiến quân tại thành phố Aleppo. Thông báo của quân đội Syria cũng cho biết đã rút khỏi thành phố này để bố trí lại lực lượng nhằm chuẩn bị cho đợt phản công lớn. Trong khi đó, lực lượng phiến quân cho biết đã kiểm soát nhiều địa điểm chiến lược khác tại Aleppo, trong đó có sân bay quốc tế, cũng như một số địa điểm ở các tỉnh Idlib và Hama. Black Friday, sự kiện thường niên mở đầu cho mùa mua sắm cuối năm tại Mỹ, đã chính thức khép lại với tăng trưởng ấn tượng của các nền tảng thương mại điện tử và mua sắm trực tuyến. Ước tính số tiền mà người dân Mỹ chi cho các đơn hàng trực tuyến trong dịp Black Friday vừa qua lên tới gần 11 tỷ đô la Mỹ.
Báo cáo của Adobe Analytics cho các đơn hàng trực tuyến của người dân Mỹ dịp Black Friday năm nay là 10,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 10% so với mức 9,8 tỷ đô la Mỹ của năm ngoái. Ngoài các đại gia trong lĩnh vực thương mại điện tử là Amazon, thì Walmart được xem là một trong những tập đoàn bán lẻ có mức doanh thu cao nhất trong dịp Black Friday năm nay, thông qua việc đầu tư mạnh mẽ cho dịch vụ vận chuyển tận nhà cho khách hàng. Những mặt hàng bán chạy nhất trên nền tảng mạng bao gồm đồ trang điểm, sản phẩm chăm sóc da mặt và tóc, loa Bluetooth và máy pha cà phê Espresso. Trong khi đó, doanh số bán hàng trực tuyến của các loại đồ chơi, đồ trang sức và đồ gia dụng cũng ghi nhận những mức tăng trưởng ấn tượng gấp 4 đến 6 lần so với mức bán trung bình theo ngày trong tháng 10. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.